Kể từ khi thành lập vào năm 1955, Forum luôn đi đầu trong thiết kế và công nghệ, thường xuyên chấp nhận rủi ro với vẻ ngoài táo bạo và các phong trào sáng tạo. Đó có thể là lý do tại sao thương hiệu được biết đến với nhiều biểu tượng khác nhau trong thời gian. Tuy nhiên, dễ dàng trở thành huyền thoại mạnh nhất trong dòng sản phẩm Golden Bridge là chiếc đồng hồ Forum Golden Bridge Classic White Gold Diamond. Nằm bên trong lớp vỏ là những mặt kính sapphire trong suốt, đặt theo bộ khung bằng vàng trắng 18K, là một bộ cơ cấu chuyển động tuyệt vời caliber CO113. Lớp vỏ bằng vàng trắng 18K vừa phải nâng đỡ kính sapphire có kích cỡ lớn, các kim cắt vát đồng điệu với độ thanh nhẹ của cơ cấu chuyển động. Các mặt của đồng hồ đều trong suốt, đồng thời cho phép chủ nhân thưởng lãm mọi bộ phận trong cơ cấu chuyển động. Bao bọc bên trong lồng kính, cây cầu cơ khí phức tạp này đang chuyển động, phô diễn vẻ đẹp tinh xảo của những họa tiết trang trí. Sự cầu kỳ và linh hoạt của những bánh xe quay tròn được người thợ chế tác đồng hồ khéo léo và tỉ mỉ sắp đặt. Trung tâm cây cầu là bộ kim dán baton rỗng, ở giữa đang chuyển động theo nhịp đập của bộ máy cung cấp năng lượng ngay dưới cây cầu. Luôn trung thành với tinh thần cấp tiến, sản phẩm Golden Bridge được trang bị kính sapphire nền metallic, cách xử lý trực tiếp trên mặt kính tạo cho đồng hồ độ trong suốt, lúc mờ đục trên cổ tay, lúc trong mờ trước ánh sáng. Chiếc Forum Golden Bridge có hệ thống nấm cót được dặn ở vị trí 6 giờ, xét với cạnh dây da với năng lượng dự trữ lên tới 40 giờ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.